vì thương xót nhân loại đáng phải phạt vì tội, mà mẹ Maria xin vâng với Chúa Cha để Chúa Con được sinh ra trong cung lòng khiết trinh của mẹ. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, từ ngày nhận làm mẹ ngôi hai cho đến ngày Chúa Giêsu bị treo và chết trên thập giá, mẹ đã vui lòng chịu mọi đau khổ để thông phần thống khổ với con của mẹ, hầu cho nhân loại khỏi phải phạt và có hy vọng được vào nước trời hưởng phúc thiên đàng với Chúa là Cha cực tốt, cực lành, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này. Theo tinh thần của ngày thứ 8 tuần Chủ nhật của lòng thương xót Chúa, giáo hội mời gọi cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Giáo hội chọn mẹ Maria là đứng cầu bầu cho các linh hồn nơi luyện ngục trong năm thánh lòng thương xót. Vì thế, chúng ta cùng mẹ Maria cùng cầu cho những linh hồn nơi luyện ngục. Tâm hồn thống hối bao lần.
Xóa hết bao tội.